Trước thêm đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, sáng nay ngày 6 tháng 5, Phái đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và chúc mừng Phật đản đến Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Trần Phượng Trân, đại biểu Quốc hội khóa 15, thành ủy viên, chủ tịch hội làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn còn có các thành viên đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và quận 10 sở tại. Đoàn Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh do Thượng tá Võ Văn Thọ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố làm trưởng đoàn cùng các thành viên trong Bộ Tư lệnh Thành phố. Tiếp đón các phái đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Trưởng Ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Tôn Đức Văn phòng Ban trị sự Phật giáo thành phố. Tại đây, đại diện các phái đoàn đã bày tỏ niềm vui và kính chúc Chư Tôn Đức Ban trị sự Phật giáo thành phố cùng toàn thể tăng ni Phật tử một mùa Phật đản an lạc, cát tường dồi dào sức khỏe. Đại diện các đoàn cũng bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng các cấp lãnh đạo trong các công tác phòng chống đại dịch Covid-19 cũng như trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Đáp lời, thay mặt Ban trị sự Phật giáo Thành phố, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ tri ân sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố và Bộ Tư lệnh Thành phố đến với tăng ni Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhân đây, Hòa thượng cũng nói lên ý nghĩa của ngày đại lễ Phật đản đến các đoàn, đồng thời gửi lời chúc tới các phái đoàn thân tâm thường an lạc, đầy đủ thắng duyên, sức khỏe để hoàn thành các công tác được giao.